Wabi-Ribi chấp nhận sự không hoàn hảo. Đa phần chúng ta thất vọng khi không đạt được sự hoàn hảo nào đó trong công việc, trong tình cảm. Triết lý Wabi-Sabi của người Nhật nhằm mục đích khuyến khích chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, đồng thời làm nổi bật những thế mạnh của bản thân. Wabi-Ribi nhấn mạnh rằng mọi vẻ đẹp trong tự nhiên luôn không hoàn hảo, vô thường và không trọn vẹn. Musin Nosin vô tâm trí. Trạng thái tinh thần thiền định này có thể không dễ dàng để đạt được, nhưng nó là điều mỗi người nên đạt tới. Nói một cách đơn giản, Musin Nosin khuyến khích con người làm im lặng tiếng nói nội tâm. Thông thường, chúng ta có xu hướng đồng nhất hóa quá mức với những suy nghĩ của mình. Điều này có thể tạo ra những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ trong chính mỗi người. Musin Nosin ngược lại khuyến khích bạn buông bỏ những suy nghĩ và phán đoán để tạo ra một nhận thức thoải mái, nơi đầu óc minh mẫn và thư giãn. Fudo Shin tâm bất động. Cuộc sống có thể khó khăn, không ai có thể phủ nhận điều đó. Fudo Shin khuyến khích bạn tìm thấy sự kiên cường và can đảm để đối mặt với những thử thách xảy đến với mình. Điều này bao gồm tìm kiếm sự bình tĩnh và quyết tâm hoàn toàn khi đối mặt với những thách thức. Ý chí không thể lay chuyển này đòi hỏi sự tĩnh tâm nơi mỗi người. Shikata Ganai không thể tránh né. Khi mỗi người chúng ta chấp nhận đau khổ của mình, ít nhất chúng ta cũng tránh được việc tạo thêm đau khổ cho người khác. Chúng ta thừa nhận rằng không có cách nào khác ngoài đối diện và chấp nhận. Theo lý thuyết Shikata Ganai, đôi khi có thể chấp nhận trong yên lặng và thanh thản là điều tốt nhất. Theo cách đó ít nhất chúng ta cũng giữ được phẩm giá của mình. Ikigai lý do tồn tại. Mỗi chúng ta đều muốn tìm ra lý do tồn tại của bản thân. Ikigai đại diện cho sự giao thoa giữa những gì chúng ta yêu thích, những gì chúng ta giỏi, những gì chúng ta có thể được trả tiền và những gì thế giới cần. Tìm thấy Ikigai giúp ta thấy mục đích trong cuộc sống và cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Triết lý Nhật Bản, nguồn cảm hứng tinh thần. Triết lý Nhật Bản là một trạng thái cao hơn tìm niềm vui đơn thuần trong cuộc sống. Mục đích của triết lý này là để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải một cuộc sống tràn ngập những điều của chủ nghĩa khoái lạc. Gamen đức tính khắc kỷ. Ý tưởng này của Nhật Bản có nguồn gốc từ Phật giáo Thiền Tông và liên quan đến việc giữ vững tinh thần và kiểm soát cách bạn phản ứng. Nó có nghĩa là sự chịu đựng điều dường như không thể chịu đựng được với sự kiên nhẫn và lòng tự trọng. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy cho bạn nắm bắt những gì bạn có thể kiểm soát, xem trở ngại là cơ hội, cố gắng nuôi dưỡng sự tĩnh lặng bên trong và sống theo giá trị của bản thân. Trong văn hóa Nhật Bản, rèn luyện đức tính khắc kỷ được coi là dấu hiệu của sự trưởng thành và sức mạnh. Điều đó liên quan đến những điều nhỏ nhặt đời thường như giữ kín các vấn đề riêng tư, tránh phàn nàn và im lặng trước nghịch cảnh. Kaizen luôn tìm cách cải thiện. Kaizen là một thuật ngữ khuyến khích chúng ta luôn thay đổi để tốt hơn và tìm cách không ngừng cải thiện. Khái niệm này đặc biệt được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh, nơi các tiêu chuẩn được cải thiện được coi là giúp giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả. Nó cũng áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống mà bạn nên khuyến khích sự phát triển. Suari lặp theo, áp dụng và sáng tạo. Khái niệm này biểu thị quá trình học tập trên con đường thành thạo và áp dụng một cách sáng tạo. Đó là một mô hình tốt cho việc học tập nói chung. Triết lý này dạy bạn đi theo 3 bước. Đầu tiên, phải tập trung vào những gì được dạy và nắm bắt nó trọn vẹn sau đó. Chúng ta mới có thể điều chỉnh và sáng tạo dựa trên nền tảng đã có. Mono nao oe yêu mến sự vô thường. Triết lý Mono nao oe của Nhật Bản là sự yêu mến và đồng cảm với sự vô thường trong cuộc sống. Nó khuyến khích chúng ta hãy trân trọng những khoảnh khắc tạm thời và thấu hiểu sự thay đổi của thời gian. Tôn trọng sự vô thường giúp chúng ta sống hiện tại một cách tinh tế và cảm nhận những giá trị chân thực trong cuộc sống. Triết lý Nhật Bản, hành trang tinh thần của cuộc sống. Triết lý này nhắc nhở mỗi người rằng mọi thứ chỉ tồn tại trong một thời gian giới hạn. Thay vì cảm thấy buồn về sự mất mát không thể tránh khỏi, chúng ta nên trân trọng thời gian mà chúng ta có. Sự biến chuyển này tượng trưng cho sự trôi qua của thời gian mà không thể tránh khỏi, và do đó phải được đón nhận với sự đánh giá cao. Như phương Tây nói, hãy tận hưởng những giờ khắc tốt đẹp nhất của cuộc sống khi còn đang sống. Modern Ai lãng phí quá. Modern Ai truyền tải cảm giác tiếc nuối hoặc lo lắng về sự lãng phí. Và đó là khẩu hiệu giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Tại Nhật Bản, việc tận dụng tối đa một thứ gì đó được coi là cao quý, không chỉ áp dụng cho vật chất. Nó cũng đồng nghĩa với việc không nên lãng phí những món quà, tài năng và khả năng của bạn. Triết lý này khuyến khích tất cả chúng ta sống một cuộc sống trọn vẹn hơn và tận dụng mọi cơ hội có thể. Omoyari nghĩ đến người khác. Không ít nghiên cứu đã chỉ ra, một trong những chìa khóa để tìm thấy sự bình an nội tâm nằm ở việc chúng ta làm được bao nhiêu cho người khác. Cho đi khiến chúng ta hạnh phúc. Omoyari nhắc nhở chúng ta phải quan tâm đến mọi người và thể hiện sự quan tâm chân thành đến họ. Điều đó có thể thông qua tình nguyện giúp đỡ, không hẳn là tiền bạc, có thể là thời gian, tâm sức, lời nói. Shingitai sự quân bình giữa thân và tâm trí. Thuật ngữ này được dịch là tâm trí, kỹ thuật và cơ thể, yêu cầu sự kết hợp của cả ba để dẫn đến thành công. Thuật ngữ nhắc bạn phải áp dụng một tinh thần mạnh mẽ, với kỹ năng được thực hiện tốt và nỗ lực thể chất để hoàn thành bất cứ điều gì.
Thay vì chỉ lao vào hành động, chúng ta cần cân nhắc nhiều hơn giữa các mục tiêu, khả năng, trước khi bắt tay vào biến nó thành hiện thực. Omotenashi, sự mến khách. Omotenashi là triết lý đằng sau sự mến khách và hậu phương tận tụy trong văn hóa Nhật Bản. Nó nhấn mạnh đến việc tôn trọng và chăm sóc khách hàng, khách du lịch và bất kỳ ai đến làm khách trong cuộc sống hàng ngày. Triết lý này khuyến khích mọi người làm việc với tấm lòng tử tế và sẵn lòng đáp ứng mọi nhu cầu của người khác. Omotenashi làm nổi bật sự quan tâm và lòng trắc ẩn trong cách phục vụ, tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho mọi người.